Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với video của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi tối ngày 27 tháng 5 năm 2020 dương lịch. Thì buổi tối ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc vừa cập bến hai cây đàn piano điện hàng phiên bản cao cấp của Nhật Bản đã cập bến tại Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc với những cây đàn là màn hình cảm ứng với phân khúc giá là hơn 100 triệu giá mới đầu hộp, và bây giờ nó cập bến tại Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc với giá vô cùng tốt, vô cùng yêu thương. Bán cho quý vị với giá là chỉ khoảng 45 triệu, quý vị sẽ sở hữu được một cây đàn màn hình cảm ứng rất là thông minh, công nghệ mới, sản xuất tại Nhật Bản. Tất cả mọi thứ đều là made in Japan quý vị nhé. Đó, thì vừa nãy ở một cái video Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc đã giới thiệu quý vị cây CVP605. Thì bây giờ Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin giới thiệu quý vị đến tiếp theo cây. Tiếp theo đó là cây CVP. Con này là cây CVP506, CVP506 quý vị nhé. Đó, cũng rất là đặc sắc luôn. Cây 506 thì nó thấp đời hơn con 605 một chút thôi. Thì chúng ta sẽ theo dõi cái video là tiến hành khui thùng, sau đó tiến hành lắp ráp. Để quý vị khi quý vị mua những cây đàn này về, quý vị mua đàn bất cứ ở đâu hay là mua tại Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc, thì quý vị có thể theo dõi cái video này để quý vị lắp ráp ạ. Để cách ra. Này là màu cà phê rất đẹp. Màu vàng, màu cà phê rất là đẹp quý vị nhé. Màu cà phê thì đang màu đồng vàng. Với con đàn này thì chúng ta lại phải ngửa chân lên quý vị nhé. Bây giờ thì đầu tiên là chúng ta sẽ đưa chân này xuống như thế này.
ta sẽ vít ốc từ bên trong, trong thốc của cái chân pedal. Bây giờ chúng ta sẽ lắp đến cái tấm ván đằng sau. Cái mặt mà có hai cái lỗ ở bên trên này thì chúng ta nó sẽ để ở bên trên, còn cái mặt mà có bốn lỗ ở dưới thì nó nằm bên dưới nhé. Bốn con ốc ở bên dưới đều là ốc vít, loại vít đầu của mình nha, đầu nhọn này, ốc đầu nhọn này. Còn hai con ở bên trên là ốc ren mũ. Đây chúng ta sẽ vận lên. Rất là ngầu quý vị nhá. Đó. Rất là ngầu luôn. Đẹp quá, đẹp chấm hết luôn. Nhìn những cây pillow đẹp như này này, em lại muốn có thật nhiều tiền mình ôm hết những cây pilo này về Việt Nam quý vị nhé. Đẹp quá. Con này màu vân gỗ màu cà phê này, rất là đẹp ạ. Thank you.
Bây giờ em sẽ tiến hành thử điện. Thử điện nhé. Em nóng ruột lắm rồi, không thể chờ lâu được nữa. Khi một cây đàn đẹp như thế này. Rồi, như vậy là đã khởi động được cây đàn này lên. Như là 750. Rất là đẹp quý vị nhé. Rất là đẹp quý vị. Màu vân gỗ rất là đẹp. Con này thì bác nào quan tâm thì xin vui lòng nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em bán cho quý vị với giá là 25 triệu quý vị nhé. 25 triệu con đàn này ạ. 25 triệu con đàn này. Mã là CBP503. CBP503 đây quý vị nhé. Đây, CBP503. Đem đồng. Logo Yamaha đem đồng. Đấy quý vị nhìn cái chân. Ôi dồi ôi, là quá là chất luôn. Cái giá để sách quá là chất luôn quý vị nhá. Đó, quá chất luôn, quá ngầu luôn. Con này là màn hình đen trắng, màn hình bình thường không có cảm ứng. Đó, phân khúc với giá 25 triệu. Con này thì phân khúc với giá là 45 triệu. Màn hình cảm ứng và thông minh hơn rất là nhiều quý vị nhá. Đó, cực kỳ chất luôn. 2 con đàn không điểm nào để chê được nữa. Tay. Bộ âm thanh cực ngầu luôn quý vị nhé. Loa tép nằm ở đây ạ. Đấy, phím còn dán nguyên phím này. Con đàn này là được công ty của một cơ quan ở bên Nhật họ nhập về, nhưng mà họ order về nhưng họ không dùng nên là nó còn rất là mới, còn rất là đẹp. Sau đó là họ bán thanh lý nên là Việt Nam của chúng ta là nhập những cái hàng này gọi là hàng bãi về đây. Đó, còn nguyên tất cả những cái giấy bọc này, nguyên chi không đụng chạm gì đến nên quý vị nhé. Đó, không được đụng chạm gì đến luôn, rất là chất luôn. Đó, rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Cổng USB nhá, cổng USB ạ. Các bác quan tâm những sản phẩm này thì xin vui lòng nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634952. Em xin phép kết thúc video ở đây. Xin kính chúc toàn thể quý vị có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Xin kính chào và tạm biệt toàn thể quý vị ạ.